Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 13 ngày 17 tháng 9 vừa qua tại A hướng đi Hà Nội, đoạn cách cầu Đò Lèn khoảng 1 km thuộc địa phận huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Vào thời điểm này, một người đi xe máy đang dừng bên đường thì bất ngờ bị một xe đầu kéo lưu thông cùng chiều đâm trúng, kéo lê một đoạn dài. Theo một chia sẻ thì sau khi xảy ra tai nạn, xe đầu kéo có dừng lại một lúc rồi nhấn ga bỏ đi. Được biết, đến khoảng 0 giờ thì nạn nhân mới được phát hiện trong tình trạng nguy kịch. Đoạn camera an ninh sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến người xem vô cùng bức xúc. Xe đầu kéo đâm trúng người đi xe máy. Nguồn clip, mạng xã hội.